Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin ngắn của Xe Hay ngày hôm nay. Mở đầu bản tin là thông tin về mẫu xe hot Toyota Vios 2023. Như đã biết, Toyota Vios 2023 ra mắt và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng tại thị trường Thái Lan. Và chỉ sau tròn một tháng mở bán, mẫu xe này đã nhận được 21.300 đơn đặt hàng. Ngày 9 tháng 8, Vios thế hệ mới chính thức trình làng tại thị trường Thái Lan dưới tên gọi là Yaris Atif. Ngay từ những ngày đầu tiên, Vios 2023 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng tại xứ sở Chùa Vàng bởi thiết kế bắt mắt và trang bị hiện đại hơn hẳn thế hệ tiền nhiệm. Theo thống kê, sau một tháng mở bán, Vios 2023 đã nhận được 21.300 đơn đặt hàng, một con số kỷ lục tại thị trường nước này. Lượng đơn đặt hàng lớn khiến Toyota Thái Lan phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất nhằm đảm bảo đủ xe giao cho khách. Ông Surasak Suthongwan, Phó Chủ tịch điều hành của Toyota Thái Lan cho biết, hãng xe đã điều chỉnh dây chuyền sản xuất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nước, đồng thời giảm xuất khẩu để giao xe cho khách hàng đặt trước trong thời gian sớm nhất. Được phát triển dựa trên nền tảng DNGA hoàn toàn mới, Toyota Vios 2023 sở hữu chiều dài cơ sở dài hơn 70mm so với thế hệ trước, từ đó đem đến nội thất rộng rãi và thoải mái hơn. Về thiết kế ngoại thất, Vios 2023 sở hữu nhiều đường nét góc cạnh, vuông vức hơn thế hệ tiền nhiệm. Khu vực đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED dạng chữ L cùng với lưới tản nhiệt cỡ lớn lấy cảm hứng từ đàn anh Corolla Antis. Khoang cabin của Vios 2023 sở hữu thiết kế tối giản và hiện đại với điểm nhấn là màn hình giải trí trung tâm đặt nổi kích thước 8-9 inch, kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Ngoài ra, xe còn sở hữu một loạt trang bị nội thất cao cấp vượt tầm phân khúc như phanh tay điện tử, đèn LED trang trí nội thất có thể điều chỉnh 64 màu, hệ thống Start Stop thông minh và khởi động bằng nút bấm, chìa khóa thông minh, v.v. Đặc biệt, Vios 2023 được nâng cấp mạnh mẽ về trang bị an toàn với gói Toyota Safety Sense mới. Trên phiên bản cao cấp nhất, xe sở hữu loạt tính năng thông minh bao gồm hệ thống cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo trạch làn đường, hệ thống cảnh báo khi xe phía trước đang di chuyển, hệ thống bảo vệ bàn đạp ga, kiểm soát hành trình tự động thích ứng, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera quan sát phía sau, phía trước và camera quan sát toàn cảnh. Tại Thái Lan, Vios 2023 sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh 1.2 lít, công suất 94 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn 110 Nm tại 4.400 vòng trên phút, kết hợp với hộp số tự động vô cấp Super CVTi và hệ dẫn động cầu trước. Sau khi ra mắt tại Thái Lan và Lào, Toyota Vios 2023 sẽ sớm trình làng tại các thị trường khác tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam. Ở nước ta, đây là mẫu xe rất được người tiêu dùng ưa chuộng vì giá thành rẻ và thiết kế hợp thị hiếu. Tổng kết nửa đầu năm 2022, Vios là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt với doanh số đạt 11.937 chiếc. Vẫn là một tin ngắn đến từ thương hiệu Toyota. Toyota Innova phiên bản mới vừa được ra mắt tại thị trường Malaysia với nhiều nâng cấp đáng chú ý. Mẫu MPV được cung cấp với 3 phiên bản là 2.0e, 2.0g và 2.0x, giá bán dao động từ 131.880 tới 141.880 ringgit, khoảng 690 triệu tới 742 triệu đồng. Ở phiên bản mới, Innova được bổ sung và nâng cấp loạt trang bị nội thất. Xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây. Ngoài ra, mẫu MPV còn có thêm cổng sạc nhanh USB Type-C, hệ thống camera 360 độ được nâng cấp giao diện hiển thị. Phiên bản cao cấp nhất được trang bị camera hành trình kỹ thuật số phía trước, kết nối không dây với điện thoại thông minh. Ngoài các bổ sung về trang bị nội thất, thiết kế và trang bị động cơ của Toyota Innova 2022 không có thay đổi đáng kể. Xe vẫn sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh hút khí tự nhiên, dung tích 2.0 lít, công suất tối đa 139 mã lực và mô men xoắn cực đại 183 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Ngoài ra, xe còn có 3 chế độ lái, Normal, Eco và Power. Theo nguồn tin rò rỉ từ thị trường Indonesia, Toyota Innova thế hệ mới sẽ ra mắt vào tháng 11 năm nay. Innova 2023 được phát triển dựa trên hệ thống khung gầm, DNGA và hệ dẫn động cầu trước. Toyota Innova 2023 có tới 5 phiên bản động cơ, trong đó có 2 động cơ xăng và 3 động cơ hybrid, loại bỏ phiên bản động cơ dầu. Toyota Innova hiện được bán tại Việt Nam với 4 phiên bản, bao gồm EMT, GAT, Venturer và Innova V, với mức giá dao động từ 755 triệu tới 1 tỷ 003 triệu đồng. Quay trở lại với thị trường xe tại Việt Nam, hiện các đại lý Hyundai đã bắt đầu nhận cọc cho Elantra 2023, giá dự kiến từ 629 triệu tới 839 triệu đồng. Hyundai Elantra là một trong số những mẫu xe hot được nhiều người mong đợi.
thế hệ mới của mẫu sedan cỡ C Hàn Quốc dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Kết thúc tháng ngâu, sức mua ô tô bắt đầu hồi phục trở lại. Trong tháng này, sự xuất hiện của gương mặt mới nhà Hyundai hứa hẹn sẽ làm sôi động thị trường bốn bánh. Hyundai Elantra thế hệ mới sẽ không còn bản số sàn, thay vào đó là bản N-Line hiệu năng cao. Hiện tại, một số đại lý Hyundai cũng đã bắt đầu nhận cọc Elantra thế hệ mới, tuy nhiên đại lý chưa chốt thời gian giao xe, giá bán cũng như trang bị theo phiên bản, mà chỉ hứa hẹn ưu tiên giao sớm. So với đời trước, dòng xe mới nhà Hyundai có nhiều thay đổi nhiều về thiết kế. Ở ngoại thất, Elantra 2023 được thiết kế theo phong cách khỏe khoắn, thể thao và góc cạnh hơn với những đường vuốt cả ở phía trước lẫn sau, tạo nên kiểu dáng coupe 4 cửa. Về nội thất, không gian xe cũng được thiết kế nhìn sang trọng và hiện đại hơn. Ở bản tiêu chuẩn, cabin của xe sở hữu màn hình thông tin giải trí 8 inch, hỗ trợ hai kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Các phiên bản cao cấp hơn được trang bị cặp màn hình 10,25 inch nối liền nhau trên tablo. Bên cạnh hệ thống thông tin giải trí mới là các trang bị như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ bám làn hay giám sát tình trạng người lái, vân vân. Nhiều khả năng xe sẽ xuất hiện với 4 tùy chọn động cơ, bao gồm 1.6 tiêu chuẩn, 1.6 nâng cao, 2.0 đặc biệt và 1.6 turbo. Tùy chọn 1.6 tiêu chuẩn sẽ sử dụng động cơ MPI cũ, trong khi các phiên bản còn lại sẽ sử dụng máy Smart Trim mới. Hiện tại, giá của Elantra thế hệ mới chưa được công bố. Mức giá dự kiến từ 629 tới 839 triệu đồng. Xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với Kia K3, Mazda 3 trong phân khúc sedan hạng C. Tin ngắn cuối cùng đến từ thương hiệu xe Mỹ. Ford Territory 2023 bất ngờ lộ giá từ 830 triệu đồng tại Việt Nam, cao hơn hẳn mức giá dự đoán. Dù còn gần 2 tháng nữa mới chỉnh làng, nhưng giá của Ford Territory 2023 bất ngờ được đăng tải trên các hội nhóm bán xe, khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi mức giá khác xa so với dự đoán trước đó. Ford Territory 2023 dự kiến ra mắt lần đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 11 tới đây. Đây là mẫu xe nằm ở phân khúc SUV 5 chỗ và cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Tucson, Mazda CX-5, MGHS, Kia Sportage hay Peugeot 3008. Theo công bố của hãng xe Mỹ, ngoại hình Ford Territory 2023 mang phong cách thể thao và hiện đại với hệ thống chiếu sáng trước sau sử dụng công nghệ Full LED, mặt ca lăng thể thao và trẻ trung với họa tiết lưới tổ ong sắp xếp theo kiểu ma trận, lưới tản nhiệt cỡ lớn, la răng lên tới 19 inch. Bên trong khoang lái của Ford Territory sử dụng tổ hợp hai màn hình 12 inch liền khối, hệ thống điều hòa điều chỉnh bằng nút cảm ứng. Xe còn trang bị cần số điện tử, kết hợp phanh tay điện tử. Ngoài ra, ghế ngồi được bọc da kết hợp với cửa sổ trời mang đến không gian cao cấp và sang trọng. Ford Territory 2023 được trang bị động cơ EcoBoost 1.5 lít cho công suất tối đa 170 mã lực và mô men xoắn cực đại 260 Nm, đi kèm là hộp số tự động 7 cấp, 4 chế độ lái và công nghệ dừng khởi động thông minh. Dù chưa ra mắt, nhưng Ford Territory 2023 đang vô cùng nóng trên thị trường. Nhiều người dự đoán mức giá xe dao động trong khoảng 799 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá hé lộ trên hội Ford Territory Việt Nam có thể khiến cộng đồng yêu thích mẫu xe này nản lòng. Theo như một tư vấn bán hàng đăng tải trong nhóm, giá xe ở 3 phiên bản cụ thể như sau: Ford Territory Trend 830 triệu đồng, Ford Territory Titanium 930 triệu đồng và Ford Territory Titanium X 965 triệu đồng. Mức giá này ngay lập tức nhận được nhiều bình luận trái chiều, những cái lắc đầu ngao ngán của các thành viên như giá chát quá, không với tới, vân vân. Nhiều người quay xe cho rằng giá này nên mua Honda CR-V hoặc Hyundai Tucson thì hơn. Điều này tương đối dễ hiểu khi giá xe này chênh lệch từ vài chục đến vài trăm triệu đồng so với các thông tin đồn đoán trước đó. Tuy nhiên, Ford Territory vẫn là một trong những chiếc xe đáng mong đợi so với các mẫu SUV trong cùng phân khúc, giúp người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn hấp dẫn cho quyết định mua sắm xe hơi đón Tết 2023.